Xin cảm ơn Khánh Như và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái khái niệm mà một chương trình được kiểm nhịn, kiểm định hay được công nhận là một cái khái niệm mà rất là dễ gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Trong cái khuôn khổ của chương trình chúng tôi hôm nay thì tôi hiểu được là phần lớn khán giả là những cái bạn đang bắt đầu tìm hiểu nghề giảng dạy tiếng Anh, bắt đầu tìm hiểu về trường Tinson. Thành ra những cái giải thích của chúng tôi sẽ ở góc độ là dành cho người học. Thứ nhất là kiểm định thì thật ra đó là một cái hoạt động nhằm để giúp một cái tổ chức hay một cái chương trình rà soát lại các cái tiêu chí và bảo đảm rằng là cái chương trình của mình đạt được những cái điều kiện chuẩn mực nhất định. Thì ở rất nhiều quốc gia thì cái kiểm định đó là một cái quá trình tự nguyện, có nghĩa là có những tổ chức hay có những trường, những trung tâm họ đăng ký kiểm định để họ có thể rà soát và đạt được những chuẩn mực nhất định. Nhưng có những trung tâm họ không cần đăng ký kiểm định. Đấy. Vì trong theo lịch sử, quá trình đào tạo hoặc là lịch sử của họ đó là đủ dài và đủ dày. Thứ hai là về cái chương trình công nhận. Thì cái từ công nhận ở đây chúng ta có hai khía cạnh. Thứ nhất là công nhận về pháp lý và thứ hai công nhận của xã hội. Thì công nhận pháp lý có nghĩa là cái chương trình học đó hay là cái chứng chỉ đó, cái văn bằng đó được đăng ký, được ghi nhận bởi cái cơ quan thẩm quyền của địa phương mà chúng ta học tập hoặc sử dụng tấm bằng đó. Còn được xã hội công nhận có nghĩa là cái chương trình học đó, văn bằng đó được các nhà tuyển dụng, được các công ty, được các doanh nghiệp, được các trường học đánh giá cao và bằng chứng là bạn được trả lương cao là vì tấm bằng đó. Thế thì như vậy rằng là chúng ta cũng hiểu là chúng ta học đi học không phải là chỉ vì tấm bằng. Tấm bằng thực chất nó chỉ là một tờ giấy thôi, một cái mẫu giấy. Chúng ta đi học là vì cái mẫu giấy đó, tấm bằng đó đem lại được gì cho chúng ta? Giá trị về sự nghiệp, giá trị về danh tiếng, giá trị về tài chính, vân vân. Thế thì ở góc độ chương trình và cái thông điệp mà tôi muốn truyền tải thì hiện nay thì cái góc độ được công nhận từ các cái nhà tuyển dụng, các công ty, từ xã hội là một cái yếu tố mà các bạn trẻ nên quan tâm hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ thầy Lộc. Như các bạn đã biết thì thầy Lộc vừa chia sẻ về sự khác nhau giữa kiểm định và công nhận, hai tiêu chí mà em chắc chắn rằng các bạn đang chuẩn bị đăng ký hoặc là các bạn đang học tại TESOL cũng đang rất quan tâm đến. Vậy thì em cũng muốn nghe những chia sẻ đến từ thầy Minh ạ. Dạ, xin mời thầy. Mình cũng sẽ cần, bởi vì là từ góc độ của người học và người sử dụng cái chứng chỉ thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, thì đây là một cái chứng chỉ nghề nghiệp và nhấn mạnh là cái chữ nghề nghiệp, mà khi chúng ta nói về nghề nghiệp thì là chúng ta có thể sử dụng nó để mà hỗ trợ và bổ trợ trong quá trình phát triển một cái sự nghiệp. Thì thật ra là có rất nhiều những đơn vị họ sẽ công nhận theo kiểu là khi mà tôi đưa cái chứng chỉ này vào, nộp cái chứng chỉ này vào trong quá trình xin việc thì chúng ta thì sẽ được vượt qua vòng và bước vào vòng phỏng vấn, hoặc là ở đặc thù của ngành ngành giảng dạy á, thì chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là buổi demo, tức là buổi dạy thử. Thì bởi vì chúng ta đang quan tâm về khái niệm nghề nghiệp, tức là tham gia vào nghề cũng như là giữ được cái nghề, thì một cái mà mình cần quan tâm nhiều hơn nữa đó, không chỉ là yếu tố về kiểm định hoặc là công nhận, mà chúng ta quan tâm thử xem là cái chứng chỉ đã chứng nhận cho chúng ta là mình đã trải qua một quá trình đào tạo như thế nào, và liệu rằng những cái nội dung học tập của chúng ta có phù hợp và có giúp được chúng ta có thể làm sao để tồn tại với nghề và không bị đào thải khỏi nghề. Dạ rồi, em xin cảm ơn những chia sẻ đến từ thầy Minh. Và chắc chắn rằng khi mà như thầy Lộc và thầy Minh chia sẻ thì khi được công nhận thì chắc là các bạn cũng đang quan tâm tới việc là liệu thì TESOL thì chúng ta sẽ gọi chính xác là bằng, là diploma hay là chứng chỉ, là certificate ạ. Dạ, em xin mời thầy Lộc ạ. Cảm ơn Khánh Như. Nội dung những câu hỏi hôm nay là những câu hỏi rất là sâu về chuyên môn và đều là những cái khái niệm mà hiện đang vẫn gây tranh cãi. Tôi có thể tạm phân loại ba cái cách gọi. Thứ nhất là certificate, diploma và degree. Thì thứ nhất là certificate, chúng ta tạm dịch nhé, chúng ta chỉ tạm dịch thôi, gọi là chúng ta gọi là chứng nhận hoặc chứng chỉ. Diploma chúng ta dịch là văn bằng, nhưng cũng có nơi dịch là chứng chỉ. Còn degree là bằng cấp. Thế thì nó khác nhau chỗ nào? Khi chúng ta nói đến ba cái loại chứng nhận này, certificate, diploma và degree á, thì một trong những cái yếu tố mà xác định dễ nhất đó chính là thời lượng và học phí. Mà hai yếu tố này nó tương quan nhau. Tại vì sao? Tại vì thời lượng ngắn thì học phí ngắn, thời lượng dài thì bạn đóng tiền học phí dài hơn sẽ dài. Thì thông thường á,
theo cái thông lệ chung của thế giới thì một cái CDPK ấy, các bạn học khoảng đâu đó chừng vài tuần cũng có, hoặc vài tháng, hoặc nhiều lắm là một năm. Một cái diploma, chúng tôi tạm dịch là văn bằng đi ha, thì chúng ta sẽ dịch, chúng ta sẽ học khoảng từ vài tháng đến chừng một năm, hai năm. Còn degree là bằng cấp, gọi là formal degree, những cái bằng cấp thì các bạn thấy là học cao đẳng ở Việt Nam, dạy cao đẳng và chúng ta mất 3 năm, đại học 4 năm, rồi thạc sĩ là thêm 2 năm nữa và tiến sĩ là thêm 3 4 năm nữa. Thì các bạn thấy là degree bằng cấp là cái loại hình bằng dài nhất, diploma là trung bình và certificate là ngắn nhất. Và với TESOL thì đó là giống như thầy Minh có chia sẻ, đó là một cái career focus, tập trung vào việc là tập đào tạo những kỹ năng giảng dạy. Thành ra với TESOL thì thường các bạn thấy các trung tâm sẽ là cái hình thức là certificate hoặc là diploma, chứng nhận hoặc là văn bằng. Nó sẽ tùy vào cái định nghĩa của cái trung tâm. Và dĩ nhiên cái diploma thì nó sẽ có cái thời lượng dài hơn cái certificate. Dạ vâng ạ, vậy thì đối với TESOL và các chương trình giảng dạy khác nhau thì không biết là đối với cái chương trình như là TKT, Center, Dental thì sự khác biệt giữa các chứng chỉ này là gì? Em xin mời thầy Lộc ạ. Câu hỏi này thì chắc là thầy Minh sẽ trả lời tốt hơn tôi, bởi vì thứ nhất tôi xin tôi xin phân loại ra ở cái góc độ chuyên môn như thế này. Thì TESOL, TESOL hay TEFL, một nhóm những cái chương trình học về giảng dạy tiếng Anh, tôi sẽ đi sâu chi tiết sau. Còn CELTA, Delta hay TKT thì cũng là một nhóm những cái chương trình đào tạo về nghiệp vụ kỹ năng dạy tiếng Anh mà được phát triển bởi Cambridge. Và chính xác là trường đại học Cambridge. Thì như vậy á, TESOL là cái từ umbrella, có nghĩa là cái từ phổ biến nhất, bao trùm và thường là người ta sử dụng rộng rãi nhất. Thì TESOL là viết tắt của, và nếu các bạn muốn hiểu cái sự khác biệt này, thật ra cũng đơn giản lắm. Chúng ta chỉ cần dịch cái tên cụm từ để hiểu ngay thôi. TESOL thì là cái viết tắt của Teaching English to Speak Other Languages. Chúng ta tạm dịch là dạy tiếng Anh cho những cái người mà nói thứ tiếng không phải tiếng Anh. TEFL, Teaching English as a Foreign Language, dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. TESOL là Teaching English as a Second Language, dạy tiếng Anh cho ngôn ngữ thứ hai. Thế này thì cái TEFL và cái TESOL nó cũng rất là gần nhau, nó chỉ khác là một cái là dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ và dạy tiếng Anh ở những quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nó khác nhau địa điểm thôi. Còn TESOL là cái cụm từ nó rộng, nó bao gồm, nên thành ra khi mà chúng ta nhắc đến TESOL, chúng ta thường nói chung bao gồm cả tất cả những cái chương trình như vậy. Hay chứ từ CENTA là viết tắt của CBK in Teaching English to Speak of Other Languages. Như vậy là các bạn thấy là trong các cụm từ thì thật ra điểm giống nhau là đều nói về một cái loại hình đào tạo về nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh. Đấy, tuy nhiên là TESOL hiện nay đang là cái cụm từ, tôi không nói là hay nhất, mà là từ phổ biến nhất, mọi người dễ nhận biết nhất. Dạ vâng ạ, và sau khi thầy Lộc chia sẻ thì em xin mời phần chia sẻ đến từ thầy Minh ạ. Về để nói sâu hơn từ follow up từ chia sẻ của thầy Lộc, thì những chứng chỉ ví dụ như là TKT thì đây là một cái chứng chỉ mà khá là đặc thù, bởi vì chứng chỉ này chủ yếu nói về lý thuyết giảng dạy. Còn đối với lại CELTA thì hiện tại đang là một chứng chỉ, một dạng chứng chỉ TESOL. Và cũng có, bởi vì là được issue bởi trường đại học Cambridge cho nên là sẽ có giá trị toàn cầu. Và đây là mình có thể gọi nó là một cái entry level certificate, tức là một cái chứng chỉ dành cho các thầy cô giáo khi mới bắt đầu vào sự nghiệp của mình. Người ta còn có cái chữ gọi là pre-service. Còn Delta thì chữ D đó là đại diện chữ diploma. Thì một cái cách để mà mình gọi dễ hiểu là chứng chỉ nâng cao dành cho các thầy cô giáo khi có CELTA và mình đã học theo một thời gian dài rồi. Thì trong bên TESOL mình cũng sẽ có một cái phân cấp giống như vậy. Thì là TESOL Certificate của mình cũng sẽ chính là một cái pre-service certificate dành cho các thầy cô mới làm quen với ngành giảng dạy. Và khi mà vào diploma thì cái thời lượng của mình sẽ dài hơn và mình sẽ có những cái chia sẻ chuyên sâu hơn, những cái đào sâu về những cái khía cạnh mà phức tạp hơn của cái lĩnh vực giảng dạy.
Thì đó là cái sự khác biệt lớn nhất của những cái một số cái bài, một số cái chứng chỉ cụ thể, cũng như là TESOL gọi là một cái industry, là một cái lĩnh vực nói chung. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn chia sẻ đến từ thầy Lộc và thầy Minh. Vậy là chúng ta đã được hiểu thêm về sự khác nhau giữa chứng chỉ TESOL và các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh khác, cũng như thầy Lộc chia sẻ là TESOL thì đây là cụm từ phổ biến nhất thưa thầy. Vậy thì TESOL, chứng chỉ bằng TESOL đối với việc giảng dạy nó có giá trị sử dụng như thế nào ạ? Em xin mời thầy Lộc trước ạ. Chắc chắn là nó có một cái giá trị sử dụng rất là thực tế. Hiện nay thì tôi cũng chia sẻ về trong ngành thôi. Thứ nhất là đối với những cái thầy cô người Việt Nam thì thường phần lớn cái con đường sự nghiệp của các bạn sẽ thường, hay là như tôi, một cái ví dụ điển hình là chúng ta sẽ học từ đại học sư phạm và học những trường đại học mà có đào tạo chính quy về sư phạm, và sau đó chúng ta đi ra đi dạy, nó có kinh nghiệm, thành những thầy cô giáo chính quy. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể là nộp đơn và làm việc tại các cái trung tâm ngoại ngữ vân vân, thì đó là con đường chính thống. Tuy nhiên là sẽ có một cái đối tượng, và đặc biệt là thời buổi hiện nay những bạn trẻ tiếng Anh giỏi hơn cái thế hệ của tôi nhiều lắm, tại vì các bạn được dịp tiếp xúc hơn rất sớm. Nhưng mà không nhất thiết các bạn phải đại học sư phạm để các bạn thành giáo viên đâu. Có những bạn là ví dụ như là như Khánh Như đi học ngành du lịch chẳng hạn, nhưng mà tiếng Anh rất là giỏi, tôi biết là bạn cũng 7-8 chấm gì đó. Hay là có những bạn học IT, học kế toán, người tiếng Anh rất giỏi. Bạn mong muốn là ngoài việc đi làm chính của mình cũng mong muốn trở thành một cái thầy cô giáo về tiếng Anh với khả năng tiếng Anh đó. Thì cái việc mà học một cái chứng chỉ TESOL dạy về nghiệp vụ sẽ giúp cho các bạn phần nào có thêm một cái nghề tay trái và trở thành một cái người giáo viên với những cái kỹ năng giảng dạy. Đó là với những cái thầy cô giáo người Việt. Còn đối với lực lượng mà người nước ngoài, những thầy cô giáo bản xứ khi mà họ đến Việt Nam, chúng ta biết tiếng Anh là của người Anh, người Mỹ đúng không ạ? Nhưng mà khi họ đến Việt Nam họ muốn giảng dạy thì cái điều đầu tiên họ cũng phải có một cái chứng chỉ về TESOL. Có nơi sẽ đòi là TESOL, có chỗ là TEFL, là TESOL hoặc CELTA. Nhưng như tôi đã nói, cái chỗ TESOL hiện nay là một cái từ phổ biến thông dụng. Vậy các bạn thấy là cái chứng nhận chứng chỉ TESOL nó có giá trị cả cho những cái bạn trẻ người Việt Nam muốn theo đuổi nghề giảng dạy, cũng như là những người nước ngoài mà họ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ đến từ thầy Lộc ạ. À, như thầy Lộc nói thì giá trị sử dụng của TESOL đang càng càng cao. Vậy thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nhiều bạn trẻ đang có định hướng học TESOL. Và hiện nay thì theo như Khánh Như quan sát thì Khánh Như thấy rất nhiều đơn vị đang đào tạo khóa học TESOL, thậm chí là các trường đại học cũng vậy. Vậy thì theo góc độ của hai thầy có những ý kiến như thế nào về các tiêu chí lựa chọn nơi học khóa học TESOL ạ? Dạ, em xin mời thầy Minh ạ. Về việc mà lựa chọn khóa học TESOL thì sẽ có một số cái tiêu chí mà mình nghĩ là mang tính hàng đầu. Một là sẽ liên quan tới về nội dung học tập. Thì chúng ta cần phải chọn những khóa học mà có nội dung học tập đầy đủ cũng như là thực tiễn. Đầy đủ là sao? Đầy đủ là khi mà mình có thể nói về những cái phương pháp giảng dạy hàng đầu và mình phải được tiếp cận với nó. Và thực tiễn là mình sẽ cần được thực hành giảng dạy trực tiếp với cái phương pháp mà đang được ứng dụng rộng rãi. Cũng như là mình sẽ được trang bị về những cái kỹ năng về việc phân tích học sinh, phân tích học viên của mình, hiểu về học viên, cũng như là kỹ năng đánh giá dựa trên quá trình học tập. Thì đây là một đây là những cái khía cạnh về nội dung mà chúng ta cần phải được tiếp xúc. Thì ví dụ như là đối với lại khóa học tại Horizon chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có 3 module là 3 module hoặc là 3 học phần. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ học về những cái kiến thức về phương pháp giảng dạy, những phương pháp giảng dạy chính, cũng như là những lý thuyết chính về việc thủ đắc ngôn ngữ. Và sau đó mình sẽ bắt đầu đi vào những phần mà cụ thể hơn và mang tính practical, thực hành hơn. Đó là mình sẽ chuyển đổi những phương pháp này trở thành những cái bài học dạy về 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, cũng như các hệ thống ngôn ngữ bao gồm có từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Và cuối cùng chúng ta sẽ chốt lại với một cái module để mà wrap up mọi thứ, khi mà mình kết hợp giữa lý thuyết thực hành và mình sẽ đứng về một cái học phần classroom management, tức là một người giáo viên có thể trọn vẹn đứng trong một lớp học
cũng như được trang bị những cái kỹ năng để mà phát triển nghề nghiệp sau khi mà tốt nghiệp cái sau khi mà mình nhận được cái tấm bằng TESOL. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên về nội dung chương trình. Một cái yếu tố nữa mà rất quan trọng đó là yếu tố về giảng viên. Bởi vì đây cái chứng chỉ TESOL nó có mang cái tính chất rất là đặc thù, đó là tính chất cầm tay chỉ việc. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta có những người thầy giỏi và những người cô giỏi, có họ đã chứng minh được thông qua nhiều năm thực hành ở trên lĩnh vực này, và họ có thể sống được với thị trường, và họ có thể có một cái mức phát triển nghề nghiệp của họ tốt, thì khi mà những cái bí quyết của họ truyền đạt ngược lại cho mình thì mình cũng sẽ có thể tiếp thu và có thể giúp được cho mình bước vào cái thị trường đó tốt hơn, và mình cũng sẽ tồn tại và mình sẽ phát triển dựa trên thị trường TESOL. Thì mình cần phải quan tâm tới cái yếu tố về giáo viên đào tạo. Tốt nhất là chúng ta nên có những giảng viên mà ví dụ như là có bằng cấp thạc sĩ và cũng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, thực hành. Thì khi mà chúng ta có được những cái tiêu chí như vậy cũng sẽ làm cho cái chứng chỉ TESOL của chúng ta sẽ tốt hơn, là khi mà mình nhận được cái tấm bằng và mình mang vào mình thực hành, nhà tuyển dụng họ công nhận cái tấm bằng này thật sự chất lượng, bởi vì ra được cái sản phẩm mà họ mong muốn, những giờ dạy phù hợp và được ứng dụng những cái phương pháp mà đem lại hiệu quả cao. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Minh, là chúng ta sẽ có hai yếu tố chính là nội dung và giáo viên đào tạo. Vậy thì tại Horizon TESOL chúng ta đã có 3 module, cũng như là giảng viên đào tạo tại đây cũng rất đảm bảo nhiều tiêu chí, chẳng hạn như là thầy Minh đây là một thạc sĩ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy thì đối với hai yếu tố này thì không biết là thầy Lộc, thầy có muốn bổ sung gì không ạ? Cảm ơn Khánh Như. Thì thật ra là hai cái phần trả lời của thầy Minh cũng đã đầy đủ và cover hai cái ý tôi muốn nói. Thì cũng là ba cái ý tôi muốn nói là một cái chương trình tốt thì chúng ta, các bạn học viên cần lưu ý, đầu tiên là cái chương trình đào tạo, thứ hai là cái đội ngũ giảng viên, và cái thứ ba là cái những cái chất liệu, những cái giá trị gia tăng ở chương trình. Thì hai cái ý đầu thì mình đã nói rất đầy đủ rồi, tôi bổ sung chút xíu thôi. Thì về cái chương trình đào tạo thì chắc chắn một cái chương trình học nào cũng vậy, chương trình đào tạo là cái mà học viên quan tâm. Thì với cái chương trình mà TESOL của Hội Thanh niên Hồ Chí Minh á, thì chương trình được xây dựng bởi các cái thầy cô trong ban chấp hành hội, là các cái nhà khoa học, các cái nhà giáo, các lãnh đạo khoa ngoại ngữ lâu đời. Đấy. Và thứ hai là chúng tôi có tham khảo cái khung của framework của Hội TESOL Thế Giới. Thì đầu tiên về chương trình là như vậy. Thứ hai là về đội ngũ giáo viên, giảng viên. Thì các bạn biết là chắc chắn là trong cái nghề dạy học này thì giảng viên là linh hồn của lớp học. Một cái lớp học mà dù có máy lạnh mát như thế nào, đèn đốm rồi ghế bàn ghế đẹp như thế nào, sắp tốt như thế nào, mà người giảng viên không làm tốt thì chắc chắn lớp học sẽ rất là chán và thất bại. Thành ra đối với chúng tôi thì với Hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thì cái đội ngũ giảng viên liệu tôi rất là quan tâm. Chúng tôi duyệt từng hồ sơ một để phù hợp với các tiêu chí và cái trình độ như tôi đã nói, tối thiểu phải tốt nghiệp TESOL, thông thường là từ những cái trường đại học lớn uy tín, phần lớn tốt nghiệp từ nước ngoài, có cả các chuyên gia nước ngoài. Và hai yếu tố này thì mình đã nói rồi, tôi không nói nhanh. Yếu tố cuối cùng là cái giá trị gia tăng của chương trình. Là chương trình chúng tôi là vì Horizon là công ty triển khai cho chúng tôi và tổ chức các cái sự kiện kết nối. Thành ra chúng tôi thường xuyên có những cái chương trình hội thảo, workshop định kỳ, miễn phí dành cho cộng đồng giáo viên. Thứ hai, những hoạt động nghiên cứu khoa học, những hoạt động trao đổi quốc tế. Đấy. Và thứ ba là việc tham gia những cộng đồng giáo viên. Thì đây hoàn toàn là những cái điều rất là bổ ích để giúp cho các bạn việc học nó phải được cái hành. Thì cái chữ hành là cái mà cộng đồng Horizon TESOL và Hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tôi rất quan tâm. Chúng tôi thường xuyên có những cái chương trình như vậy để kết nối, để giúp tạo ra một cộng đồng giáo viên mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó cũng là sứ mệnh mà chúng tôi được thành phố giao phó để phát triển cái ngành dạy và học tiếng Anh thành phố. Dạ rồi, em xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Lộc và thầy Minh về tiêu chí lựa chọn một chương trình TESOL phù hợp với bản thân mình. Và em nghĩ là không chỉ các bạn đang theo học chuyên ngành tiếng Anh, đang xem chương trình và lắng nghe những nội dung đến từ thầy Lộc mà thầy Minh chia sẻ, mà những bạn theo học những ngành khác, chẳng hạn như thầy Lộc vừa chia sẻ là Khánh Dư là một bạn không học về chuyên ngành tiếng Anh, nhưng mà Khánh Dư cũng đang rất là
có những cái định hướng nhất định cho việc học cũng như là nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh. Thì thưa thầy Lộc, không biết là sau khi chúng ta học xong bằng TESOL thì có những cơ hội nghề nghiệp nào khác cho những bạn sinh viên chúng ta học trái ngành ạ? Dạ, xin mời thầy Lộc ạ. Thì như tôi có chia sẻ thì TESOL thì thật ra bản chất của nó là cái nghiệp vụ và giảng dạy tiếng Anh cho những người mà từ cái nước không phải nói tiếng Anh. Trong chương trình học thì chúng tôi có những cái môn, ví dụ như là về nghiệp vụ giảng dạy, rồi về am hiểu về văn hóa của Anh Mỹ, rồi về làm cách nào để cái đánh giá khảo thí một người học, hoặc là kỹ thuật giảng dạy, hướng dẫn vân vân. Như vậy đối với những cái bạn trái ngành, thậm chí những bạn trái ngành, những ngành rất khác, ví dụ như là thường thì tiếng Anh là khoa học xã hội, những cái bạn theo hướng khoa học xã hội, ví dụ như là học về du lịch nè, học về lịch sử, học về truyền thông vân vân, sẽ dễ học thêm ngoại ngữ hơn. Tuy nhiên là trong thực tế, quá trình chúng tôi đào tạo, chúng tôi cũng thấy có những cái học viên đến từ những cái ngành khoa học tự nhiên, ví dụ như là học về khoa học máy tính, cơ khí vân vân, nhưng mà tiếng Anh họ giỏi. Đấy, và họ muốn tăng thêm thu nhập thì ngoài công việc ban ngày, ví dụ buổi sáng họ có thể là một anh thợ kỹ thuật, một cái kỹ thuật viên, một người kỹ sư, nhưng mà buổi chiều, buổi tối họ cũng có thể là một cái người giáo viên ở trung tâm bằng cách là có một cái chứng chỉ TESOL. Hoặc thậm chí là có rất nhiều người nhiều khi là 2-4-6 là đi dạy trung tâm, 3-5-7 họ là một ca sĩ chuyên nghiệp. Thế thì cái chứng nhận TESOL nó giúp mở ra một cánh cửa mới cho những bạn học trái ngành. Thì đấy là tôi nghĩ đấy là một cái lợi ích rất là thiết thực của cái việc mà có một cái chứng nhận về TESOL. Dạ vâng, và qua những chia sẻ của thầy Lộc thì có thể là các bạn đã có những cái nhìn khái quát hơn về một bạn mà đang học khoa học tự nhiên nhưng lại có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh tại trung tâm. Vậy thì không biết là thầy Minh có những chia sẻ như thế nào? Em chắc là các bạn cũng đang rất muốn lắng nghe những câu chuyện đến từ thầy Minh ạ. Thật ra thì trước đây khi mà cái việc sử dụng cái chứng chỉ TESOL mà chưa được công nhận quá nhiều, thì thật ra là để trở thành một giáo viên tiếng Anh là mình sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như là mình sẽ có thể phải đi qua đào tạo 4 năm để mà mình mới có thể trở thành một người giáo viên và mình có thể đứng lớp được. Thì cái việc mà mình có cái chứng chỉ TESOL nó đã tạo ra một cái nguồn lực dồi dào hơn và đa dạng hơn về giáo viên. Và cái sự đa dạng này rất quan trọng. Bởi vì nếu như mà tôi là một giáo viên tiếng Anh được đào tạo về tiếng Anh thì những gì mà tôi biết chỉ duy là tiếng Anh mà thôi. Nhưng mà cái tiếng Anh á, lại là một ngôn ngữ mà đi kèm với ngôn ngữ là một cái nền văn hóa. Và đi kèm với văn hóa nữa là một kho tàng kiến thức. Thì rõ ràng là đối với lại những cái thầy cô mà gọi là trái ngành thì thông thường người ta nói cái gì đó trái ngành là một cái điểm, không phải là một cái thế mạnh. Nhưng mà thật ra đối với tôi nghĩ á, là một người mà làm trái ngành, hoặc là tôi gọi cái từ nó sẽ tốt hơn, đó là song ngành hoặc đa ngành, tiếng Anh mình nói cho là multidisciplinary, thì mình sẽ có được một cái góc nhìn đa chiều khi mà mình có thể lấy được chẳng hạn như là cái tư duy logic hoặc critical thinking skill của các bạn học từ những trường về khoa học công nghệ, cũng như là cái kiến thức liên quan tới kỹ thuật hoặc là máy tính, và áp dụng ngược lại vào trong cái lĩnh vực giảng dạy. Thì thiệt ra là sau này ngành EdTech chẳng hạn, là Educational Technology, là kỹ thuật, là công nghệ giáo dục. Thật ra công nghệ giáo dục mà có phát triển được đi lên chủ yếu là cũng phải cần có những người mà học về ngành công nghệ và sau đó họ đam mê về giáo dục, họ đam mê về giảng dạy tiếng Anh. Thì khi mà mình có được những cái cơ hội cho việc kết hợp nhiều ngành lại với nhau thì đây là một trong những cái phát triển của xã hội mà tôi nghĩ đó là một cái phát triển rất là tích cực và rất khuyến khích các bạn trái ngành hoặc là các bạn đang có một ngành chính và mong muốn phát triển sang một lĩnh vực mới. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Minh ạ. Vậy thì sau chia sẻ vừa rồi thì một số bạn trái ngành chúng ta đã có một cách mới gọi tên, đó là song ngành đúng không ạ? Để cho các bạn có thể có được một cái kiến thức nền tảng và sau đó phát triển cả nghề giảng dạy tiếng Anh thưa thầy. Vậy thì quay trở lại chương trình TESOL tại Horizon TESOL thì chương trình đã được công nhận và kiểm định quốc tế thưa hai thầy. Vậy thì sự kiểm định và công nhận quốc tế này nó có giá trị như thế nào đối với chương trình giảng dạy ạ? Dạ em xin mời thầy Lộc ạ. Chương trình của Horizon TESOL thì thứ nhất là được phát triển theo cái khung guideline của cái hội TESOL thế giới.
Và trong qua đó thì là trong cái guideline, nghĩa là trong cái bộ quy tắc hướng dẫn này, thì để trở thành một cái người giảng dạy chuyên nghiệp á, thì một cái người giảng viên họ cần chú ý đến bốn cái nhóm. Thứ nhất là cái khả năng, kỹ năng về ngôn ngữ, ở đây tức là tiếng Anh. Thứ hai là về văn hóa, am hiểu về cái văn hóa mà ngôn ngữ giảng dạy. Thứ ba là kỹ thuật giảng dạy. Thứ tư là về assessment, là về là khảo thí kiểm tra. Hòa quyện bốn này lại thì là cái professionalism, là cái sự phát triển về nghề nghiệp của người giảng viên. Thì cái chương trình của Horizon Tucson, tức chương trình được hội nghiên cứu nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, chúng tôi cũng bám sát theo cái guideline của họ để làm sao mà giúp cho các bạn trẻ phát triển các kỹ năng để trở thành những cái người giáo viên chuyên nghiệp nhất. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Lộc về việc là công nhận và kiểm định quốc tế. Thì như Khánh Dư và tất cả các bạn tham gia có thể cũng được biết là thầy Lộc là một người chuyên gia về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, và đặc biệt là khi hội Tucson thành phố Hồ Chí Minh cũng là một thành viên của hội Tucson thế giới. Thì không biết là thầy Lộc có thể chia sẻ về việc liên kết hợp tác với các tổ chức quốc tế thì sẽ tạo ra giá trị gì cho người học không ạ? Một trong những cái sứ mệnh cũng như là nhiệm vụ mà hội Tucson thành phố Hồ Chí Minh được giao á, là ngoài cái việc thúc đẩy dạy tiếng Anh thì còn là trao đổi những cái thành tựu, trao đổi nghiên cứu và kết nối hợp tác quốc tế với các cái tổ chức nước ngoài. Và một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đã thực hiện được năm 2023 đó là chúng tôi đã nộp hồ sơ, và sau rất là nhiều vòng kiểm tra đánh giá thì hội Tucson thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên của hội Tucson thế giới. Thì hội Tucson thế giới là một cái hội nghề nghiệp dành cho giáo viên tiếng Anh lớn nhất thế giới, được thành lập từ rất là lâu đời, năm 1966, và hiện nay là trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Số lượng hội viên cá nhân trên toàn thế giới là khoảng hơn 10.000 hội viên, và cá nhân lẫn tổ chức là hơn 40.000. Thì đây là một cộng đồng rất là to lớn và kết nối gắn kết chặt chẽ các cái giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới qua kênh này, giúp cho những cái người giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh, những cái nơi xa xôi có cơ hội tiếp cận được những cái nguồn lực về học tập, nguồn lực về nghiên cứu, nguồn lực về tư liệu học, nguồn lực về kinh nghiệm trao đổi để giúp làm tốt hơn trong cái công việc sư phạm của mình. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ đến từ thầy Lộc ạ. Vậy thì không biết thầy Minh có một chút chia sẻ về phần hợp tác và liên kết quốc tế đối với chương trình học đối với người học không ạ? Thật ra thì khi mà là một hội viên của hội chữ số quốc tế thì mình sẽ có những cái benefit, những cái quyền lợi riêng, và thật ra là bản thân của mình cũng có hỗ trợ cho công tác của hội, và mình cũng đang mong muốn là có thể mang lại những cái benefit mới về, ví dụ như là mình sẽ có thể có được access, có được truy cập vào những kho tài liệu phát triển của hội chữ số thế giới chẳng hạn, hoặc là mình cũng sẽ có được những cái ưu đãi về phí tham dự phí hội viên thường niên. Thì là mình cũng đang cố gắng hợp tác và làm việc cùng với lại hội Tucson thế giới thông qua sự hỗ trợ của thầy Lộc để mà có thể mang về lại cho các thành viên của hội Tucson của chúng mình. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ của thầy Minh. Và sau những chia sẻ vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đã có cái nhìn khái quát cũng như sự chuẩn bị đầy đủ cho hành trình trở thành một giáo viên tiếng Anh, từ việc các tiêu chí về nội dung cũng như là giáo viên giảng dạy, và kể cả việc là hợp tác, liên kết quốc tế. Vậy thì ở đây ban tổ chức cũng ghi nhận được những câu hỏi cũng như những thắc mắc của học viên về chất lượng chương trình Tucson ngay tại Horizon. Dạ, em xin mời thầy Lộc, thầy có thể chia sẻ cho các bạn biết là chương trình của mình được xây dựng theo khung tiêu chuẩn nào? Như tôi có chia sẻ thì thứ nhất là chương trình đào tạo của Horizon Tucson, hay nói cách khác là chương trình được hội Tucson thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và chuyển giao lại cho Horizon Tucson vận hành. Thì chương trình được xây dựng bởi các cái thầy cô là các cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học, giảng dạy tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái nhà nghiên cứu lãnh đạo những cái khoa tiếng Anh lớn, chúng tôi trong ban chấp hành và cùng xây dựng, sau đó phản biện để trở thành một cái chương trình đào tạo nghiệp vụ của hội. Và qua năm tháng chúng tôi cũng không ngừng rà soát và cải thiện hàng năm, cũng như là năm 2023 thì tôi có chia sẻ, thì sau khi mà chúng tôi hoàn thành cái bộ hồ sơ trở thành một cái
thành viên liên kết của Hội Thi Thế Giới, thì chúng tôi cũng đã có cái sự điều chỉnh cập nhật sao cho cái chương trình đào tạo của Hội Thi SOM là sát nhất với những cái tiêu chí theo cái bộ guideline, cái bộ hướng dẫn của Hội Thi SOM Thế Giới. Thì qua đó, với những cái nỗ lực đó, chúng tôi mong muốn rằng là sẽ đem đến cho người học, những bạn học viên, một cái chương trình học chất lượng và làm sao có những kiến thức, kỹ năng và cập nhật nhất trên cái thị trường mà lao động về cái ngành dạy tiếng Anh hiện nay. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy Lộc. Vậy thì không biết đối với thầy thì thầy đã từng chia sẻ là đội ngũ giảng viên cũng là một trong những tiêu chí đánh giá để các bạn có thể lựa chọn một nơi học TESOL. Vậy thì sâu hơn một chút thầy có thể chia sẻ là đội ngũ giảng viên đóng những vai trò như thế nào cụ thể hơn trong chương trình học của học viên có được không ạ? Giảng viên, đội ngũ giảng viên, đối với quan điểm cá nhân tôi, như tôi chia sẻ là linh hồn của lớp học. Yeah. Và đối với quan điểm lãnh đạo của Hội TESOL thì đây cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Và chúng tôi có thể dễ dãi về vấn đề cơ sở vật chất, chúng tôi có thể dễ dãi về vấn đề tài chính, chúng tôi có thể dễ dãi về vấn đề địa điểm hay là về vấn đề chất lượng của sách vân vân, nhưng chúng tôi không bao giờ dễ dãi trong vấn đề lựa chọn cái người giảng dạy cái chương trình. Tất cả các cái giáo viên của cái chương trình đào tạo chúng tôi, thứ nhất là đều phải được thông qua phỏng vấn cũng như demo teaching rất là kỹ càng, hoặc là mời những cái thầy cô giáo đã có một kinh nghiệm giảng dạy nhất định từ các trường đại học, những khoa tiếng Anh lớn để giảng dạy nhiệm vụ cho các bạn. Song song trong quá trình học, chúng tôi cũng có lồng ghép những cái chuyên gia đến từ nước ngoài, và trong suốt quá trình các bạn theo học, khi các bạn theo học chương trình thì các bạn cũng trở thành member, là hội viên của hội, và xuyên suốt quá trình học và sự nghiệp của bạn, các bạn sẽ thường xuyên gặp gỡ, tương tác với lại những cái đồng nghiệp khác, những cái thầy cô khác. Thì như vậy chúng tôi có một cái quá trình sàng lọc rất là dài, từ cái thị trường lao động tự do đến những cái thầy cô trong hiệp hội được giới thiệu, đến những cái bạn đã từng là học viên TESOL chúng tôi, tốt nghiệp xuất sắc và quay trở lại giảng dạy cho chương trình. Thì chính vì vậy là đây là một cái quá trình lâu dài, xuyên suốt, chọn lọc để làm sao mà giúp cho người học cũng như là đào tạo cái thế hệ tiếp tục của cộng đồng giáo viên tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Lộc ạ. Và không biết là thầy Minh có ý kiến gì về đội ngũ giảng viên cũng như vai trò của họ trong việc giảng dạy không ạ? Thì như thầy Lộc có chia sẻ là mình sẽ có một cái khung chương trình chuẩn. Thì tuy nhiên á, là một giảng viên giảng dạy cũng khá khá các khóa học ở đây, thì có một cái đầu tiên là độ đa dạng của giảng viên. Dĩ nhiên là giảng viên sẽ phải đạt một cái tiêu chuẩn rất là cao để thể giảng dạy được cho lứa giáo viên kế tiếp. Tuy nhiên thì mỗi giảng viên cũng sẽ mang vào trong cái lớp học của mình những cái kinh nghiệm, trải nghiệm cũng như là những cái cá tính. Thì cái kinh nghiệm, trải nghiệm như cá tính của giảng viên cũng sẽ phần nào hình thành được phong cách giảng dạy dành cho các bạn học viên. Ngoài ra bản thân các bạn học viên, bởi vì cái ngành giảng dạy tiếng Anh của mình, mà muốn một thầy cô mà muốn thành công được thì phải có khả năng lấy học sinh làm trung tâm. Thì để mà lấy được học sinh làm trung tâm thì tại ngay tại Horizon TESOL của chúng ta phải là lấy những giáo viên tập sự làm trung tâm. Thì như vậy tức là những cái bạn tham dự các khóa học này cũng sẽ có những tính cách khác nhau, có những kinh nghiệm làm nghề khác nhau, có những bạn mới chưa có một trải nghiệm gì với việc giảng dạy cả, có những bạn cũng đã có kinh nghiệm làm TA rồi chẳng hạn. Thì khi mà là một người giảng viên đứng lớp, chẳng hạn như trong giờ của tôi, khi mà tôi đứng lớp chẳng hạn, tôi sẽ có thể phân bổ và chia những cái nhiệm vụ, những cái task. Thì một trong những cái phương pháp giảng dạy là Task Based Language Teaching, là một những phương pháp tiên tiến và được sử dụng rộng rãi ở các trường quốc tế luôn. Thì khi mà áp ngược về thì tôi sẽ nhìn xem là đối với lại những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn như vậy và cá tính của bạn như vậy, bạn có thể đóng góp như thế nào vào trong chương trình và vào trong cái quá trình học tập của bản thân bạn và cả lớp. Và đối với những bạn khác thì những bạn khác có thể mang cái gì vào. Thì một trong những cái thuật ngữ mà tôi cũng rất là thích và tôi cố gắng để mà truyền đạt lại cho các bạn, đó là experiential learning. Experiential learning là learning by doing, tức là học bằng cách làm. Thì đầu tiên mình có thể làm những cái là thế mạnh của mình trước,
và sau đó mình có thể dần dần mình bắt đầu mình phát triển lên và mình có thể lan tỏa ra và mình sẽ cải thiện những điểm yếu của mình để bản thân mình có thể trở nên toàn diện hơn. Cho nên là với những cái đầu vào rất khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, trải nghiệm khác nhau, cá tính khác nhau, tuy nhiên là chúng tôi mong muốn khi mà ra được một đào tạo ra được một thầy cô để mà gửi thầy cô ra ngoài thị trường thì là các thầy cô đã có toàn diện những cái skill set và mindset phù hợp. Dạ, em xin được cảm ơn chia sẻ đến từ thầy Minh. Và các bạn thân mến, như thầy Minh và thầy Lộc đã chia sẻ thì chương trình T-Son tại Horizon T-Son đã đạt được cái tiêu chí chẳng hạn như là về nội dung và về đội ngũ giảng viên cũng như là về việc hợp tác và liên kết quốc tế. Đội ngũ giảng viên thì luôn lấy tiêu chí là lấy giáo viên tập sự làm trọng tâm và cũng như là các chất lượng nội dung giảng dạy tại đây. Và bên cạnh đó thì các chương trình tại Horizon T-Son cũng đã đạt được cái công nhận và kiểm định quốc tế. Vì vậy thì các bạn hoàn toàn yên tâm có thể đăng ký và theo học tại đây để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình nhất đến từ chúng tôi các bạn nhé. Và thầy Lộc và thầy Minh thân mến, bên cạnh những câu hỏi vừa rồi thì ban tổ chức cũng nhận về được cho mình những câu hỏi trực tiếp đến từ các bạn tham gia. Vâng, và ngay lúc này đây thì tại Horizon T-Son sẽ đến với phần giải đáp thắc mắc đến từ các bạn học viên tham gia. Vâng ạ, và câu hỏi đầu tiên là của bạn Trần Thị Thu Huyền ạ. Tôi có chứng chỉ English for Teaching rồi, vậy chứng chỉ T-Son và English for Teaching có khác gì nhau không ạ? Dạ, em xin mời thầy Lộc ạ. Câu hỏi đầu tiên của Trần Thị Thu Huyền, chứng chỉ IELTS. Có thể là thầy Minh sẽ giúp tôi bổ sung thêm thông tin, nhưng mà như tôi đã chia sẻ các bạn đầu chương trình đó, các cái chứng chỉ phổ biến hiện nay trên cái thị trường giảng dạy tiếng Anh là TESOL, TEFL, TESOL, CELTA, DELTA, TKT thì có thể cái chứng chỉ IELTS của bạn là một trong những cái loại chứng chỉ này. Đấy, thành ra là với cái tên IELTS thì tôi cũng chưa rõ đó là tên của cái tổ chức cấp chứng chỉ hay là tên của chương trình học. Tuy nhiên rằng là tôi khuyến khích rằng bạn nếu có điều kiện vẫn nên tham gia một cái khóa học TESOL hoặc là có thể là TESOL hoặc là TEFL hoặc là CELTA gì đó, bởi vì đó là những cái chương trình tương đối phổ biến hơn và được những cái công ty, trường học, trung tâm họ dễ nhận diện hơn so với giáo viên hiện tại. Dạ, em xin mời chia sẻ đến từ thầy Minh ạ. Đối với tôi thì thật sự là khi mà làm việc với các bạn, tôi luôn nói với các bạn rằng là những cái chứng chỉ như TESOL có thể giúp cho các bạn enter cái market, bước vào cái market với vai trò là một giáo viên và có thể tìm việc dễ dàng. Tuy nhiên, cái câu chuyện mà mình cần phải bàn tới không phải là câu chuyện trở thành một người giáo viên, mà cái câu chuyện cần phải bàn tới đó là làm sao để sống được với nghề. Và thật sự để mà có thể trở thành một giáo viên chuyên nghiệp và có một sự nghiệp lâu dài, nó đòi hỏi rất nhiều cái kỹ năng cũng như là những cái kinh nghiệm trong việc đứng lớp. Thì cái lời khuyên của tôi đối với lại các bạn khi mà các bạn kết thúc những cái giờ học của tôi đều nói là nếu như mà mình còn có cơ hội và mình có điều kiện để thu thập thêm những chứng chỉ khác thì phải luôn tập trung trong việc thu thập. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái chứng chỉ này đằng sau đó là những cái trải nghiệm và những cái giờ giảng dạy mà mình được trực tiếp cầm tay chỉ việc. Ra bên ngoài nếu như mà mình gặp mình vào lớp mình dạy mà mình dạy sai thì mình có thể bị feedback chẳng hạn. Tuy nhiên ở những cái khuôn khổ của những khóa học thì những cái feedback này nó lại được ở trong một cái safe zone, ở trong một cái không gian an toàn và mình sẽ có thể phát triển được nhiều nhất. Và một người giáo viên có thể tồn tại lâu ở trong nghề là khi một người giáo viên đó có được cơ hội phát triển toàn diện trong một cái safe zone. Thì mình nếu mà mình có cơ hội, mình ra mình làm được nghề, mình bắt đầu kiếm được tiền và sau đó là mình hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là tôi muốn đi tìm thêm một chứng chỉ khác để mà mình có thể reinvest lại vào cái sự nghiệp của mình. Cho nên đó là có những bạn họ đã có chứng chỉ này rồi mà họ là có nên học chứng chỉ kia không? Cái câu trả lời by default của tôi là càng nhiều càng tốt. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh và thầy Lộc ạ. Dạ, và trước khi đến với câu hỏi của bạn tiếp theo thì xin được lưu ý với các bạn là vì thời gian có hạn cho nên ba câu hỏi của ba bạn được chọn thì ba bạn sẽ nhận được voucher trực tiếp giảm 2 triệu đồng vào khóa học TESOL Diploma tại Horizon TESOL các bạn nhé. Vì vậy mà các bạn hãy nhanh tay đặt những câu hỏi đến với ban tổ chức để nhận được giải đáp đến từ tiến sĩ Đỗ Nguyên Lộc và thạc sĩ Cung Hoàng Nhật Minh nhé. Dạ rồi, sau đây em xin được
đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo là cho em hỏi là khóa 100 giờ, 120 giờ và 140 giờ thì mình học 120 giờ là đủ qualify ạ? Câu hỏi đến từ bạn Quang Đăng Nguyễn Lý ạ. Dạ. Em xin mời thầy Lộc ạ. Câu hỏi này thì tôi xin trả lời bạn Quang Đăng Nguyễn Lý rất là ngắn gọn như sau. Bạn hỏi như thế này thì giống như là bạn hỏi là tôi đổ 10 lít xăng 12 và 12 lít, 14 lít thì đổ 10 lít có đủ hay không? Vấn đề là qualify không, mà qualify cho việc gì? Ví dụ bạn đổ 10 lít xăng là các bạn đủ, là các bạn muốn đi đâu? Ví dụ như các bạn chỉ chạy từ quận nhất tới quận 5 thì nó đủ. Nhưng mà ví dụ các bạn chạy từ quận nhất tới quận 8 thì nó là không đủ. Thế thì là với một chuẩn cái chương trình thì chúng ta thường hay có các cái chuẩn là 100, 120, 140 như là các bạn thấy. Và 120 thông thường bây giờ đang là một cái chuẩn standard với những cái chương trình TESOL 120. Nhưng mà để trả lời câu hỏi là qualify không thì đầu tiên phải các bạn phải xác định là qualify cho việc gì. Đấy, giống như là chạy đổ 10 lít xăng đủ không, đủ tới đâu. Còn về quan điểm cá nhân khi bạn hỏi tôi là có qualify không thì quan điểm của tôi là tương tự quan điểm của thầy Minh, là càng nhiều càng tốt. Thì các bạn học thêm giữa 120, 140 thì các bạn học thêm thì các bạn sẽ có cơ hội thực hành nhiều thêm, tiếp thu những kiến thức mới thêm, được thêm một cái module chẳng hạn như vậy. Đây thì đó là cái chia sẻ của tôi. Dạ, em xin mời thầy Minh chia sẻ ạ. Thật ra là khi mà nói về sâu hơn thì những cái giờ cộng thêm á, nó sẽ có những cái module, những cái kỹ năng mà nó cụ thể hơn. Thông thường trong những cái chương trình tiêu chuẩn á, thì mình cũng sẽ có đủ về phương pháp giảng dạy, kiến thức giảng dạy, lý thuyết, rồi đánh giá, kiểm tra đánh giá chẳng hạn. Rồi khi mà các bạn có thêm những cái module mới để mà top up lên thành là 120 hoặc là 140 thì các bạn sẽ có thể có thêm module về Clear Content Language Integrated Teaching chẳng hạn, hoặc là module đào sâu về Language Assessment, hoặc là module liên quan tới Teaching for Young Learners. Thì những cái top up thường mình gọi đó là top up, tức là mình đã có một chứng chỉ tiêu chuẩn rồi, mình sẽ thêm một số cái học phần vào thôi. Thì những cái học phần thêm vào đó có thể giúp cho chúng ta đi rẽ hướng. Chẳng hạn như nếu như mình đang muốn làm một giáo viên tiếng Anh mà mình lại mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh dạy về chuyên ngành business chẳng hạn. Bởi vì là nếu như đối với lại một cái bạn giảng dạy trái ngành đi, thì các bạn học ngành business thì bạn đã có kiến thức về kinh doanh rồi. Cho nên bây giờ bạn muốn dạy tiếng Anh nhưng muốn rẽ theo hướng là business thì bạn sẽ có học thêm một cái top up module là liên quan tới chuyên ngành business English chẳng hạn. Hoặc là có những bạn mà sẽ mong muốn giảng dạy cho với trẻ em thì mình cũng sẽ có thêm cái học phần riêng để mình lại top up lên. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ đến từ thầy Minh ạ. Và thưa thầy, em cũng có nhận được một câu hỏi như sau là cũng liên quan tới việc là trái ngành hoặc song ngành ạ. Vậy thì đối với thầy Lộc và thầy Minh thì sinh viên trái ngành khi học TESOL thì đã đủ hành trang để đi dạy hay chưa ạ? Dạ, em xin mời thầy Lộc ạ. Câu hỏi này thì tôi nghĩ là chúng ta đã thảo luận nhiều đầu chương trình rồi. Thì với một cái bạn học trái ngành thì dĩ nhiên là bạn chỉ có khả năng ngôn ngữ, bạn chưa có khả năng giảng dạy, thì cái chương trình TESOL là giúp các bạn bù đắp những cái kỹ năng nghiệp vụ về giảng dạy để bạn có thể là trở thành một cái người giáo viên. Dạ, em xin mời thầy Minh ạ. Như tôi cũng đã từng có chia sẻ là đối với lại việc bắt đầu một cái sự nghiệp, cụ thể ở đây là sự nghiệp về TESOL, thì có hai bước. Một là bước vào, hai là duy trì cái sự nghiệp của mình và phát triển sự nghiệp của mình. Khi mà mình có một cái chứng chỉ là hiển nhiên mình có thể bắt đầu nộp đơn xin việc, và sẽ có những đơn vị mà thông qua buổi dạy demo hoặc là buổi phỏng vấn chúng ta được nhận công việc. Và thì khi mà mình nhận công việc rồi thì coi như là mình đã đủ để mà mình làm ở cái bậc đó. Tuy nhiên là trong cái lĩnh vực TESOL nó không chỉ đơn giản là giảng dạy tiếng Anh không thôi. Mình sẽ có thể giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, giảng dạy tiếng Anh cho tuổi teen, giảng dạy tiếng Anh tổng quát, giảng dạy chứng chỉ, hoặc là giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Thì khi mà mình bước vào mình sẽ gặp phải một cái lựa chọn, đó là mình sẽ mong muốn phát triển bản thân mình theo một đường hướng nào. Mà để làm được chuyện như vậy thì mình cũng sẽ phải có thêm yếu tố trau dồi. Và như hồi nãy tôi có chia sẻ rồi, cái chứng chỉ đầu tiên thì đủ để bước vào. Rồi liệu rằng là mình sẽ mong muốn làm gì thêm để mà mình có thể cải thiện, thì cái yếu tố cải thiện luôn luôn là phải có.
Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh rất nhiều ạ. Và em cũng nhận được một câu hỏi rất là thú vị như sau. Em hiện tại đã có IELTS 7.5 rồi, thì sau khi tham gia khóa học TESOL thì đã đủ điều kiện đi dạy chưa ạ? Em sợ rằng các trung tâm đòi hỏi thêm bằng tốt nghiệp chuyên ngành ạ. Dạ, câu hỏi đến từ bạn Cường ạ. Em xin mời thầy Lộc ạ. Thực ra thì bạn đã có IELTS 7.5 khi tham gia học TESOL đã đủ điều kiện đi dạy chưa? Em sợ các trung tâm đòi hỏi thêm bằng tốt nghiệp chuyên ngành ạ. Thì thực ra hiện nay thì đối với những cái trung tâm ngoại ngữ thì phần lớn là đánh giá các bạn sẽ chủ yếu sẽ là hai phần. Phần một là về cái phần qualification, về cái những cái bằng cấp cơ bản, ví dụ như tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc thạc sĩ dạy tiếng Anh. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà không có tốt nghiệp chuyên ngành nhưng mà có kỹ năng, có cái tiếng Anh tốt, ví dụ như IELTS 7.5 cũng là một cái minh chứng về khả năng ngôn ngữ của bạn cộng với lại kỹ năng giảng dạy qua cái chứng chỉ TESOL, thì đó cũng là một cái điều kiện đầu tiên đáp ứng. Tuy nhiên như thầy Minh có chia sẻ, cái phần mà tuyển dụng giáo viên nó sẽ luôn đi kèm với cái phần demo teaching. Thì khi này thì khi mà các bạn thể hiện cái khả năng giảng dạy của mình đấy, thế thì là để với 7.5 và học trái ngành thì dạy ở các cái trường chính quy, những cái trường công thì là có thể bạn sẽ gặp số trở ngại theo quy định chung, nhưng mà để dạy ở các trung tâm thì tôi nghĩ là bạn hoàn toàn có thể trở thành một giáo viên ở các trung tâm được. Dạ, em xin cảm ơn thầy Lộc và xin mời thầy Minh ạ. Thật ra là cũng như thầy Lộc đã chia sẻ rồi, thì thật ra là mình có ngôn ngữ và mình đã có chứng chỉ về giảng dạy, nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất là có deliver được giá trị cho cái đơn vị tuyển dụng hay không. Thì cái yếu tố đó lại là cái yếu tố quan trọng hơn. Mình cần phải vượt qua được cái buổi demo teaching là cái rào cản về năng lực, về performance lớn nhất đầu tiên. Rồi sau đó mình sẽ có những cái kế tiếp, đó là mình có thể mình trau dồi thêm, mình xem lại những tài liệu về TESOL, về những bài giảng mà mình đã có, bắt đầu mình sẽ áp dụng vào những cái bài dạy của mình. Thì một khi mà cái này, bởi vì là chúng ta đang ở trong một cái thị trường, mà khi chúng ta gọi về yếu tố thị trường thì chúng ta sẽ đặt về cái tính performance lên hàng đầu. Cho nên nếu mình có ngôn ngữ mà học viên cảm thấy là đủ và mình có được cái chứng chỉ xong, mình bước vào và mình trau dồi thêm là mình đã có thể thành nghề rồi. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ đến từ thầy Minh cũng như thầy Lộc ạ. Và đối với các bạn có IELTS từ 7.5 trở lên như bạn Cường thì chúng ta sẽ nhận được ưu đãi lên đến 20% các bạn nhé. Vậy là bạn Cường ơi, hãy nhanh tay inbox cho fanpage để nhận được ưu đãi này nghe nhé. Và em xin được đọc câu hỏi tiếp theo dành đến cho hai chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay. Và câu hỏi đến từ bạn Thư như sau. Cho em hỏi là ở độ tuổi U40 đang làm văn phòng và mong muốn chuyển sang công việc giảng dạy, thì làm sao để cạnh tranh được với các bạn trẻ mới ra trường ạ? Dạ, em xin mời thầy Lộc ạ. Tôi nghĩ rằng là với cái mỗi một cái độ tuổi thì các bạn giáo viên sẽ luôn có những cái thế mạnh riêng của mình. Ví dụ như là với những cái bạn trẻ thì thường cái điểm mạnh của các bạn sẽ là cái sự gần gũi với lại người học. Tại vì rằng là bạn hiểu được cái tâm lý người học, bạn gần gũi với độ tuổi đó. Bạn năng động hơn, bạn chịu khó tìm tòi những cái tool giảng dạy công nghệ hơn. Do đó bạn hiểu cái thế giới của bạn, bạn trẻ hơn. Với những cái giảng viên mà lớn tuổi hơn một chút thì người ta lại bù đắp bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sự từng trải, bằng những cái câu chuyện trong cái cuộc đời, trong cái sự nghiệp giảng dạy người ta. Thành ra đó là một cái phong cách giảng dạy khác nhau. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là không nên chúng ta chung cạnh tranh, mà là mỗi một cái độ tuổi, một cái thế hệ chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh khác nhau. Và một lần nữa trở lại về công việc giảng dạy thì đó, dù gì thì đó cũng chỉ là hai cái điều kiện lớn mà tôi và Minh đã chia sẻ từ chương trình. Thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ, bạn để hình giống như tiếng Anh thì đầu tiên bạn phải có một cái khả năng ngôn ngữ, khả năng ngoại ngữ tốt. Thứ hai đó chính là cái về cái nghiệp vụ giảng dạy TESOL. Thành ra là với độ tuổi 40 thì đó cũng không phải là vấn đề để mà khán giả lo ngại. Dạ, em xin cảm ơn thầy Lộc và xin mời chia sẻ đến từ thầy Vinh ạ. Có một cái chia sẻ đó là sẽ luôn có một vị trí phù hợp cho bất kỳ một giáo viên nào khi mà họ bước vào cái lĩnh vực TESOL. Bởi vì đây là một lĩnh vực rất là rộng lớn. Cái mà mình cần phải quan tâm là mình, như thầy Lộc có chia sẻ, là mình cần phải xác định được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Khi mà mình biết được điểm mạnh thì mình tìm cách mình khai thác yếu tố này để mà mình chọn được. Ví dụ như nếu mà mình
các anh chị mà có thể là U40 chẳng hạn, mình có kinh nghiệm làm việc với các bạn với trẻ nhỏ, thì dĩ nhiên là khi mà mình phát triển theo đường hướng là giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ lại là một cái đường rất là hay. Và tôi có biết có những thầy cô là có con và họ rất là đam mê về việc giáo dục cho con cái, và khi mà họ có con rồi họ bắt đầu họ truyền cảm hứng cho các ba mẹ giảng dạy tiếng Anh cho con tại nhà chẳng hạn. Thì đây vẫn là một cái gọi là một cái khu vực mà chỉ có các thầy cô nào mà đã có em bé và có kinh nghiệm chăm em bé thì mới có thể bước vào được. Thì rõ ràng đây là một cái lĩnh vực riêng mà dành cho các anh chị U40, chứ còn các bạn trẻ thì sẽ rất khó để bước vào. Cho nên mình làm nghiên cứu kỹ, mình chuyển ngành xong, sau đó là mình có thể phát triển theo cái định hướng phù hợp là mình đặt. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ đến từ thầy Minh ạ. Và quý vị thân mến, thầy Minh ở đây cũng là một trainer tại Horizon TESOL. Và tại lớp học của Horizon TESOL thì có rất nhiều anh chị chuyển ngành và công tác ở nhiều mảng khác nhau. Cho nên chị Thư thân mến, chị có thể tự tin và đăng ký lớp học tại Horizon TESOL chị nhé. Dạ vâng ạ, em xin được đọc câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi này đến từ bạn Teresa. Cho em hỏi, chứng chỉ TESOL có thời hạn nhất định không ạ? Dạ, câu hỏi này thì em xin mời thầy Lộc ạ. Hiện nay thì cái chương trình chứng chỉ TESOL của chúng tôi không có cái thời hạn nhất định. Thì nó khác với vấn đề một số những cái bài test ngôn ngữ thì thầy có một cái thời hạn sử dụng nhất định, vì ngôn ngữ thì sử dụng thường xuyên. Còn cái chứng chỉ nghề nghiệp hiện nay thì chúng tôi không có cái thời hạn về sử dụng. Tuy nhiên là về góc độ chuyên môn thực tế thì như tôi đã nói, giảng dạy nó cũng là một kỹ năng, nó cũng cần cái sự rèn luyện nhất định. Mặc dù hiện nay là các cái trong cái chứng nhận không có thời hạn, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích là những bạn theo đuổi nghề TESOL thì vẫn luôn dành cái thời gian để mà thực tập, thực hành những cái kỹ năng mình được học trong lớp. Nếu mà mình không có cái điều kiện mà đi giảng dạy được lớp thì có thể tham gia những khóa học khác nhau để luôn duy trì kỹ năng giảng dạy của mình. Dạ, em xin cảm ơn thầy Lộc ạ. Vậy thì không biết thầy Minh có chia sẻ như thế nào về giá trị và thời hạn của bằng TESOL không ạ? Nói tóm gọn thì chúng ta có thể thấy là bằng TESOL là một chứng chỉ nghề nghiệp. Thì một khi mà mình đã được đào tạo rồi thì cái yếu tố coi như là mình sẽ được công nhận mang giá trị vĩnh viễn là mình đã được qua đào tạo về cái lĩnh vực đó rồi. Và những cái kiến thức mà mình được đào tạo đó, bởi vì mình gọi là kiến thức thì một khi mình có rồi thì mình cũng sẽ được công nhận là đã có kiến thức về lĩnh vực đó. Và thật ra là khi mà mình muốn lấy lại kiến thức, mình có thể xem lại những tài liệu cũ hoặc là xem lại những học liệu, những cái đoạn video clip được quay tại lớp. Ví dụ như là khi mà tôi dạy tại lớp chẳng hạn thì luôn sẽ có những cái video clip để quay lại những cái buổi dạy demo của giảng viên cũng như là của các bạn học viên, các bạn giáo viên tập sự chẳng hạn. Thì những cái học liệu đó có thể lưu giữ lại và có thể là mình dùng để tham khảo sau này. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh cũng như thầy Lộc ạ. Vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trâm Nguyễn như sau. Sau khóa học TESOL, ngoài đi dạy thì em có thể làm các công việc chuyên môn và về học thuật có được không? Em vẫn muốn làm thêm một công việc khác về học thuật tại các trung tâm bên cạnh việc giảng dạy ạ. Dạ, em xin mời thầy Lộc ạ. Quá tốt đấy chứ. Tại vì khi các bạn làm một công tác đào tạo hay là quản lý học thuật Academic Officer hoặc là Academic Manager thì để quản lý được những cái chuyên môn, được những người giảng viên thì bạn phải có ít nhất những cái kinh nghiệm. Thì sẽ có hai cách để các bạn có thể thăng tiến ở vị trí và quản lý học vụ. Để học vụ, thứ nhất là các bạn có thể đi lên từ một người giáo viên giảng dạy kinh nghiệm hoặc giảng dạy tốt, và bạn được đề cử thăng tiến thành một cái người quản lý giáo viên hoặc quản lý chuyên môn. Cách thứ hai là bạn có những cái kinh nghiệm quản lý nhất định, và qua cái chương trình học TESOL bạn học thêm những cái kinh nghiệm để hiểu rằng một cái người giáo viên cần làm những cái gì, cần những kỹ năng kiến thức gì trong lớp học. Thì qua đó bạn kiến thức đó để trở thành một cái người làm việc trong công tác điều phối hoặc là quản lý học vụ hoặc là quản lý đào tạo. Dạ, em xin cảm ơn thầy Lộc. Vậy thì cô thầy Minh thì sao ạ? Nhìn chung là mình hoàn toàn có thể làm được rất nhiều công việc mà liên quan tới công tác giảng dạy cũng như là công tác quản lý giảng dạy. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về yếu tố đó. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh ạ. Và còn một câu hỏi nữa nhận được form đăng ký từ khán giả gửi về như sau là: không biết là hai diễn giả của chúng ta có thể chia sẻ những kênh thông tin hay về các hướng đi mới trong giáo dục ngoại ngữ, chương trình mới và cách phát triển mới trong ngành tiếng Anh có được không ạ?
Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong vòng Q&A ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin mời Thầy Lộc. Thầy Lộc có thể đọc lại câu hỏi. Dạ, câu hỏi như sau là mong hai diễn giả ngày hôm nay có thể chia sẻ những kênh thông tin hay về cách đi mới trong giáo dục ngoại ngữ, chương trình mới và cách phát triển mới trong ngành tiếng Anh, có được không ạ? Về những cái trang thông tin thì tôi nghĩ là những cái trang thông tin chính thống. Hiện nay thì cái thời đại chúng ta thì thông tin là nhiều hơn chúng ta cần. Khác với thế hệ chúng tôi rất là đói thông tin. Thế hệ 7X, 8X, chúng tôi đã rất là thiếu thông tin và tìm nhiều cách để có thông tin. Nhưng mà thế hệ 9X, 10X hoặc là Gen Z sau này á, họ sẽ là alpha đó, thì thông tin lại nhiều hơn các bạn cần. Thành ra cái cách dễ nhất là các bạn đọc thông tin là các bạn qua những kênh chính thống. Ví dụ như website của Hội Thi Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, website của Hội Thi Sinh Thế Giới, của các cái trang Tổng lãnh sự Mỹ, Tổng lãnh sự Anh, những cái văn phòng như tiếng Anh, của Hội đồng Anh. Thì đó là những kênh chính thống mà giúp cho các bạn có thể tiếp cận thông tin một cách chính xác về cái ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc là việc học và dạy tiếng Anh. Dạ, em xin cảm ơn Thầy Lộc. Vậy thì cô Thầy Minh có thể chia sẻ cho bạn những kênh thông tin chính thống có được không ạ? Hình như hồi nãy trong câu hỏi là có hỏi về những cái đường hướng phát triển. Dạ, vâng ạ. Hồi nãy là tôi thấy là Thầy Lộc cũng đã trả lời rất nhiều những cái kênh đa dạng và chính xác về mặt thông tin và đáng tin cậy. Thì tôi cũng chia sẻ về cái phần còn lại của cái câu hỏi của chúng ta là nói về những đường hướng phát triển mới. Thì như mọi người cũng biết là từ năm cuối năm 2022 là chúng ta bắt đầu có sự ra đời và sự phổ biến của AI tạo sinh, cụ thể là ChatGPT. Thì một trong những cái xu hướng mà đang phát triển rất là rầm rộ và mọi người cũng cố gắng để mọi người tìm hiểu và nghiên cứu thêm, đó là làm sao để mình có thể ứng dụng AI tạo sinh vào trong cái việc học và giảng dạy tiếng Anh ở đa lĩnh vực, từ học nói, học viết chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái đường hướng mà mình cũng sẽ cần phải lưu ý. Ví dụ như là trong giờ học của tôi là tôi sẽ phải bắt các bạn là làm sao phải bật lên ChatGPT, làm sao có thể thiết kế được một bài dạy và thiết kế được material, thiết kế được một bài test trong vòng 3 phút chẳng hạn. Thì đây là những cái mà mình cần phải có những cái kỹ năng mới. Nếu như mà mình không có được thì rất dễ bị đào thải không sớm thì muộn. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ đến từ Thầy Lộc và Thầy Minh. Vậy thì thông qua phần giải đáp thắc mắc vừa rồi cũng như các câu hỏi về nền tảng của việc học các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh TESOL, thì chắc hẳn là các bạn khán giả cũng đã có những góc nhìn khái quát cũng như những hành trang đầy đủ hơn để có thể chuẩn bị cho mình bước vào những khóa học TESOL tiếp theo. Vâng ạ, và xin được cảm ơn Thầy Lộc và Thầy Minh đã có những chia sẻ vô cùng quý báu, và xin được cảm ơn các bạn khán giả đã tham gia và đặt câu hỏi đến cho chương trình, và xin chúc mừng các bạn đã có câu hỏi được chọn. Các bạn sẽ được liên hệ và nhận được voucher trị giá 2 triệu đồng cho khóa học TESOL Diploma tại Horizon TESOL các bạn nhé. Xin được chúc mừng các bạn một lần nữa ạ. Vâng ạ, và một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thạc sĩ Khương Hoàng Nhật Minh và Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc vì đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia buổi talk show ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ vô cùng quý báu. Và ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem chương trình Navigating Your TESOL Future với chủ đề Unlock Your English Teaching Career ngày hôm nay, và chúc các bạn sẽ thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong nhiều chương trình tiếp theo tại Horizon TESOL.